Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải nè em ơi. Và lần này thì sau khi hôm qua sau cái bát lệnh bài bot 70 thì Khải cho anh ra được cái nhẫn 15-40 này khá là đẹp, sinh lực nội lực đẹp luôn, sinh khí 10 và một đôi giày phòng thủ 25 làm chạm 40, rất là pin cho set đồ của đường môn khi mà lên set hiệp cốt luôn thì khá ok. Với hiệu ứng 80 chạm 80 chót thì anh em cùng lên đảo cùng với Khải vui nha. Lên đảo Khải đổi là set này nè mà, tại vì Khải mang set năm hành thực sự là có test 2 đến 3 trận tổng kim rồi, nhưng mà thực sự là không có chót đó. Kháng hỏa này không có chót thì đánh tổng kim giao tranh nó thực sự là nó khá là yếu nè. Giao tranh nó cảm giác đụng cái chết một phần là máu yếu nói rồi, nhưng mà hiệu ứng chót không có, bị giỏ đăng khá là nhiều, 2 đến 3 thằng giỏ đăng nó chót một cái là mình chết rồi, không nhồi máu được luôn. Ok, lần này thì sau khi được thêm 2 món pin thì quyết định lên đảo này rồi. Và bây giờ thì với hiệu ứng này thì với set năm hành này anh em còn so sánh rồi nha. Với set năm hành này á thì hiện tại dòng sáng Evan thì mất 200 máu rồi, nên là Khải còn có 3k1 thôi đó. Nếu có dòng Evan thì lên được 3k3 gần 3k4 với set đồ này, với set đồ này nha nè. Đó, làm phòng thủ 5 chậm 15-30, phòng thủ 19, sinh lực 20, phòng thủ 19-20 và cho chuyện kháng cả 15 thì kèm với kháng cả 5 mặt nạ, kháng cả 5 trang sức, kháng cả 10 phi phong thì kháng cả của Khải được kháng phòng thủ Khải được 71, kháng hàng 52, kháng lôi 75, kháng hỏa 75 và kháng độc 35. Bây giờ thay set hiệp cốt thì nếu mà mang set hiệp cốt thì chắc chắn nó sẽ bị thọt dễ gia truyền nè, nó không có kháng cả, nhưng mà nó sẽ bù lại được những điểm khác như là hiệu ứng 80 chót đó. Khải pin nhất là hiệu ứng 80 chót nè. Ok, thay đổi cho anh em xem nha. Rồi, 80 chót thì chủ yếu chủ đạo của đánh tông kim là 80 chót sẽ nó sẽ có sự hiệu quả nè. Nón nè, tay nè, áo nè. Rồi đó. Trời ơi, mana 800. Ôi trời ơi, vai cho rõ nè em không. Khải khẳng định luôn set này đừng mong đánh bao pin luôn, tại vì cái lượng mana quá chắc nè. Thực sự lúc nãy với set năm hành mana có 677 mà mới set này thực sự anh em là thôi xong, quá đẹp cho con đường môn này luôn anh em ơi. Ôi trời ơi, không thể tin được là mana lên gần 900 mana, vãi chưởng. Thực sự anh em nào chơi đường môn là anh em sẽ biết, đỡ mà nói đánh đường môn á, lượng mana đánh một lần 85 mana với hiện 22 bảo vũ là ho, tốn 85 mana cho một lần đánh thì anh em làm gì làm, cố gắng làm gì làm đánh trên người đối phương từ 5 đến 7 cái thì sẽ sốc đam chết luôn, thì không bị mất nhịp mana thì lượng chiến mạng mình rất là khá là nhanh đó. Trời ơi, Khải khẳng định luôn tuần này ai ngờ lên set đồ mana chính gần 900 đó, mana gần 900 anh em ơi. Tuy rằng lượng phòng thủ nó mất đi khoảng 7 điểm, kháng hàng vẫn tương đối, kháng lôi nó mất đi khoảng 20, kháng hồi mất đi khi khoảng 20, nhưng mà đỡ vào tống kim thì thở bù lắc nè đó. Ok, rồi vô điểm thôi, đẹp quá. Rồi tăng lại lượng đam, lúc nãy là lượng đam là tròn 7k, còn một máu nó được nhiều. Lượng đam là tròn 7k nè. Nó mất đi một ít kháng nè, nhưng mà có thể bù lại hiệu ứng mắt 80 chón 80 chậm thì thực sự quá đẹp nè mà. Giao tranh tổng kim thì cứ cố gắng giao tranh đi đám đông á, thì nó sẽ cố gắng cắt được những thằng dấu đăng như được cũng lôn nhiều hơn thì mạng mình sẽ có ok. Rồi, tương đối quá đẹp luôn. Đó, vẫn tròn 7k như cũ. Rồi, 200 máu. Ui, máu hơn cái set kia cả mớ luôn nè. Set kia là có 3k1 64 thôi, set này hơn 200 sinh lực nữa, quá pin. Đó, set này hơn 200 sinh lực nữa nhá anh em. Đó, ok chưa? Hôm nay thì thực sự là ở ngoài á thì công nhận cái lượng kháng lôi với lượng kháng hỏa nó thấp một chút mà không sao đó. Với kháng hỏa 50 như thế này đủ chơi rồi. Đủ đường môn mà đánh chủ yếu linh động, linh hồn mà. Đâu đứng yên một chỗ cho thiên nhận cái bàn nó quýnh đâu. Ok, quá đẹp. Set đồ này thì đỡ nó cảm nhận thì lên được phi phong cái đánh một cấp nữa. Đánh không kiềm sẽ ok luôn. Rồi, quá đẹp. Máu, nếu có dòng Evan thì máu lên được 3k5, gần 3k6. Khá đẹp rồi. Hay là đỡ tầm này thì mình lên thêm ít đam nữa ta, tại vì lượng sinh khí mình quá nhiều nữa mà. Tại vì tầm này mình lên 3k5, 3k6 máu thì nhiều gơ luôn. Hay là đỡ như vậy nó trâu cho mới xấy được người khác. Thôi cứ test trước mắt dài đi, không ổn thì mình lên tăng tiếp tục, mình tăng thêm lượng đam tiếp. Còn Khải test cái đam lên 7k1 nữa. Tại vì hôm trước lực đam 7k đánh nó vẫn bị hụt hụt một tí nữa, hụt đam một chút nữa, vẫn cảm giác hụt đam một chút.
Ôi, phải thay năm cái tám được tay rồi, năm cái tám được tay, thêm một chút đam đi. Rồi, ok. Coi như mình, ôi, mấu bằng ba cái máy luôn ít đâu nè. Tính ra mình tăng thêm ít đam luôn, ok. Rồi, dồn đam luôn, đánh linh hoạt, nhồi máu luôn, thêm 200 đam luôn em ơi. Lúc này cái set kia có 7k lần tay rồi, set này Khải sẽ lên 7k2 luôn, đánh cho nó chất lượng. Rồi 7k2, 5k9, rồi 6k luôn, đậu chạy khô máu là được, đánh cho có lực tay tí là ok. Máu 3k, 7k3, 6k lên phi phòng nữa đánh. Rồi Khải quyết định 7k3 đi em ơi, vào trong kim Khải có thể bù lách đó. Rồi, ok luôn. Hôm trước 7k cảm giác đánh đóng kim không có phi phong rồi, đánh cảm giác yếu đuối vậy. Đến giai đoạn mà họ lên đại tướng rồi, đánh không giết được ai luôn. Rồi hôm nay có vẻ tròn đam đẹp này. Ok. Trời, có sẽ đồ này quá đẹp luôn. Chủ yếu là mình mất một ít kháng, nhưng mà vào tống kim được 80 chó, 80 chậm rồi nè. Vấn đề chỗ này nè, gặp 2 đến 3 thằng nhỏ đang là cắt luôn nè, giết nó luôn nè. Chóng cao mà đâu sợ chóng được, đâu sợ chóng nữa. Rồi sẽ đồ 80 chó, 80 chậm, mana 8.860, máu khá là nhiều luôn. Máu nhiều quá, hơi nhiều, cảm giác tầm này là hơi nhiều. Khải dùng đam luôn. Này mà lên dòng FIFA, dòng băng hỏi thì lên được 3.200 máu. Đó. Hay là 7k2, 7k2 thì lực đam còn ngày mai Khải lấy nọ tống kim nữa nè em ơi. Ngày mai Khải lấy nọ tống kim 45, sát thương 39 nữa. Và tống kim không cần mang tóc nè em ơi. Tay ngon. Máu hơi, máu cảm giác hơi căng. Ok, Khải giảm lại chấm lực tay đi. Khải giảm lại chấm lực tay rồi dồn ít máu, cảm giác thấy máu nó 3k thì nó hơi yếu đuối. Ui dạ, má lực tay này. Tay full sức mạnh. Phương thông pháp, và phương thông pháp lực tay nhiều. Ôi lực tay 8k. Phương thông pháp lực tay 8k nè, 6k8, 8k. Rồi 6k9 nè, 5k9 nha. Rồi 5k9, 7k2. Rồi lá là ít máu. Rồi ok, vô dòng Evan là máu 3k3 nha nè, tương đối 3k3 tí nha, chứ nãy 6k hơi liều mạng quá. Rồi đẹp quá, xuống đạo. Quá đẹp. Sẽ đổ pin luôn. Má không công nhận mana không ngờ lên được 850. Tầm này sấy sao hết mana, sao mà sợ hết mana nữa. Quá đẹp. Rồi sẽ đến sức đồ này luôn. Đỡ phải lấy ra lấy vào. Đẹp quá. Rồi dừng lại xếp năm hành. Dừng lại xếp năm hành. Xếp hành này đỡ lại để dần. Xếp năm hành pin luôn. Rồi ok. Thầy hướng lôi 1.140, giống 1.140 nè. Rồi, xuống đảo anh em ơi. Anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho sự thay đổi này một like, chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Rồi, ngày mai ngày kia đó cố gắng làm phi phong kỹ năng một cấp nữa, đánh tốn kim cho nó chất lượng anh em ơi. Nếu mà lấy phi phong kỹ năng một cấp ra thì phòng thủ còn 54, thêm được lực tay khá là cao. Đó. Tại vì lúc nãy thì so sánh với sức đồ thì có thêm kháng cả 10 nữa. Thì nó kháng lên số mấy. Hôm nay vô lấy tốn kim thì ok rồi. Vô đó bù lắc thôi. Chủ chốt đánh tung kim mà vô đó bù rất là tốt. Rồi giữ xếp năm hành. Xếp năm hành để giả tẩu. Giả tẩu xếp năm hành đồng môn khá là chất như này.
sách lưu hành này khá đẹp mà xấu lần nè. Ẩn một đa số sách lưu hành này ẩn một là chủ đạo. Rồi bắt tay. Rồi ok, xuống đảng rồi. Đẹp quá. Đang 5k9, ngày mai lùm cái nọ kia thì lực tay 6k 7k3. Cái nọ kia chắc sẽ lên được 100 lực tay nữa nè mai. Cái nọ kia khá khẳng định sẽ lên được 100 lực tay nữa. Thì nó sẽ lên được 6k và 7.300. Thì chắc chắn set này nó hơn cái lực tay set cũ với hơn 300 lực tay và hơn 300 máu và hơn 150 nỗ lực nữa. Tuy rằng nó bị ngược lại là hàng kháng bị giảm đi khoảng tầm 7 kháng tất cả. Dàn kháng sẽ bị kháng giảm đi khoảng 7 kháng tất cả và kèm với kháng lôi khoảng 20, kháng hỏa khoảng 20. À, còn lại là kháng còn lại khá là đều. Chủ yếu tống kim thôi nè. Set đồ này tống kim, còn set đồ lúc nãy á thì có đỡ thở đi solo, tại vì set đồ lúc nãy thì hiệu ứng phòng thủ kháng này nọ thì nó đều hơn, 75 nó đều hơn. Còn tống kim lại đánh không nổi, kháng con chó không có, đánh yếu, lực tay thì thấp. Rồi ok, xuống đảng anh em đang xem trong lòng ủng hộ chơi nhé. Rồi quá pin.